cứu trong chuyện gì đó, nên biết mình đặt bạn có chuyện gì đó, sao mình đặt làm gì, có cái chỗ đứng, có cái địa vị trong bạn thường lẫn lắm. Là sau mấy tháng các bạn học xong, các bạn sẽ viết được một cái bài nghiên cứu, các bạn viết được một cái năm về cái nghiên cứu, đúng không? Rồi các bạn có thể vận dụng những cái đó vô trong cái công an việc làm của các bạn sau này, thì cái đó thuộc về cái mục đích lâu dài, đúng không? Để cái mục đích là gì? Mục đích học của các bạn là sau khi các bạn học tích lũy được 133 tín chỉ, các bạn sẽ tốt nghiệp ra trường, đúng không? Mình phải tốt nghiệp lại khá để mình có các bạn có cái CV cho nó tốt, sau đó mình apply mình xin việc, thì mình xin việc thì mình chọn cái công ty tốt để mình làm, cho nên bây giờ mình phải chuẩn bị mình học các cái học phần mà nó có tiếng Anh, đúng không? Học tiếng Anh cho giỏi. Thì đó là mục tiêu đó, để mình đạt được cái gì, mình đi làm, có mục đích xa của mình là mình sẽ làm việc cho công ty nước ngoài và mình được hưởng lương cao, rồi mình có cái chỗ đứng, có cái địa vị trong xã hội, sau đó là mình sẽ có gia đình, mình sinh con và đẻ cái, mình mua xe, mình mua nhà, đúng không? Đó là những cái mục đích lâu dài. Thì mục đích đó các bạn thường là nó là midterm, là long term, trung hạn, dài hạn, còn mục tiêu là nó là mang cái tính ngắn hạn. Cho nên là cái này là các bạn hay nhầm lẫn lắm. Nhiều bạn biết là mục đích nghiên cứu là không có đúng, đúng không? Một cái đề tài các bạn làm có một tháng mấy hai tháng, bạn nói là mục đích thì không đúng,